Xin chào tất cả mọi người. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một dự án rất là mới tinh luôn. Giá rất là hợp lý với cái diện tích 37m2, thiết kế và xây dựng 4 tầng. Dự án 4 căn nhà vừa mới vào hoàn thiện xong hết, chuẩn bị có thể dọn đồ về và ở, pháp lý rõ ràng, sổ đỏ đầy đủ, giấy phép xây dựng chính chủ. Với cái đường ngõ trước nhà khoảng tầm 2m23, cách với trục đường xe ô tô đi được thì nó rơi khoảng tầm 70m mọi người ạ. 4 căn nhà này giá chào bán 2 tỷ 010 triệu đồng, diện tích 37m2, hướng nhà đông bắc, mặt tiền của ngôi nhà từ 3m5 cho tới 3m6 của ngôi nhà. Và ngoài sẽ quay một trong 4 căn nhà này thì sẽ quay căn đầu tiên gửi tới mọi người nha. Với cái thiết kế 4 tầng như thế nào, 4 phòng ngủ mọi người ạ, rất là rộng, thoáng trước thoáng sau. Căn nhà này thì phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái phần mặt tiền ngoài của ngôi nhà thì đã được ốp đá granite và căn nhà này chỉ còn một chút ít cái phần hoàn thiện dọn dẹp nữa thôi là có thể dọn đồ về và ở ngay. Thiết kế rất là hợp lý, gác lửng để phòng khách. Tầng 1 của ngôi nhà, Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là cái phần để xe, nó hơi ngổn ngang một chút cho nên mọi người thông cảm giúp em nha. Nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay theo hiện trạng như vậy. Căn nhà này thì hiện tại chưa đấu một cái đường điện vào nữa thôi mọi người ạ, và có một chút cái phần dọn dẹp vệ sinh nữa. Tiếp theo với cái phần, đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Giá chào bán 2 tỷ 010 triệu đồng. Với căn nhà này quý vị chi trả trước cho Ngọc Ánh khoảng tầm 700 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu 3 năm với những lãi suất ưu đãi nhất từ những ngân hàng hỗ trợ ở bên em, ví dụ như bên BIDV này, bên Techcombank này, bên Liên Việt, bên MB mọi người nha. Đây là cái phần phòng bếp, tủ bếp của ngôi nhà thì thiết kế gần như là cũng hoàn thiện xong rồi. Chỉ việc dọn dẹp qua một chút là về ở thôi. Phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa đầy đủ. Với vị trí căn nhà này, cụ thể nó thuộc tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xung quanh ngập tràn tiện ích chợ dân sinh, trường học mầm non cấp 1, cấp 2. Từ vị trí căn nhà này đi ra tới bến xe Nghĩa khoảng tầm 4 km, cách với trường đại học Phenica nó khoảng tầm 2,5 km mọi người ạ. Gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương. Từ vị trí căn nhà này đi lên tới trung tâm hành chính quận Hà Đông thì nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 5 km thôi. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện. Cả nhà cả đất mà cái giá chào bán 2 tỷ 010 triệu dành cho căn nhà 4 tầng, diện tích sử dụng lên tới gần 160m2. Tầng 1, ngoài cái phần để xe, phần phòng bếp thì tầng 1 ở đây còn một phòng vệ sinh với thiết kế là bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của căn nhà. Thiết kế căn nhà này khá là hợp lý và hài hòa với cái phần diện tích thoáng trước, thoáng sau. Với cái phần phòng bếp là cũng có cửa sổ thoáng hướng ra phía bên ngoài. Tất cả được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng âm trần. Đấy, như anh vừa chia sẻ thì cái căn nhà này còn một chút nữa về cái đấu điện nguồn vào nữa là có thể dọn đồ về ở được mọi người ạ. Hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Với cái phần ngăn cách giữa phần cầu thang và cái phần khu vực để xe ở đây thì có một cái vách lam gỗ CNC mọi người nha. Đó, Ngọc Ánh đã review chi tiết cụ thể đường hướng giá, hướng đông bắc, giá 2 tỷ 010 triệu đồng. Mời người theo em lên trên phía tầng 234 của ngôi nhà để xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, tầng 2 là thiết kế cái phần phòng khách rất là thoáng. Đó, mọi người có thể nhìn giúp em ở đây, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài đây. Rất là thoáng nha. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng chuẩn bị được lắp đặt. Với cái phần đây, đứng đây rất là mát, hướng nhà phía trước là hướng đông bắc. Đó, căn nhà này thì hiện tại giá chào bán vô cùng hợp lý với một căn nhà 4 tầng xây mới và diện tích 37m2 như thế này quý vị ạ. Quan trọng nhất đó là vị trí, thì Ngọc Ánh cũng vừa chia sẻ rồi. Vị trí như thế nào thì em chia sẻ với mọi người như thế. Tiếp theo, đây là cái phần phòng ngủ ở trên tầng 2 hướng ra bên ngoài. Đây. Với cái phần mặt tiền của cái căn nhà ngoài đang quay nó là 3m45 mọi người ạ. Đó, và có căn nhà thì diện tích cái mặt tiền nó rộng hơn một chút thì nói chung là nó chỉ nhỉnh một chút thôi, xem diện tích thì từ 36,5 tới 38m. Giá chào bán thì là đều 2 tỷ 010 triệu đồng. Đó, Ngọc Ánh nhấn mạnh review rất là chi tiết, công khai giá bán, sổ đỏ, pháp lý, chuẩn chỉnh mọi người nha. Đây, toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây này, nhà máy nhôm Việt Pháp đây.
Với cái phần tầng 2 còn có một phòng vệ sinh, do chưa có điện cho nên là nó còn hơi tối một chút mọi người ạ. À. Đó. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà STEM. Ngôi nhà này với cái diện tích 37m² thì công năng sử dụng có ok không nhá. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế gồm hai phòng ngủ trước sau, cầu thang giữa, nhà vệ sinh ở giữa. Thì phòng ngủ tiếp theo ở trên phía tầng 3 đây mọi người ạ. Rất là thoáng, với cái diện tích phòng ngủ này nó khoảng tầm được 11-12m². Tất cả các phòng ngủ thì được lát gạch kích thước gạch 60-60 vân đá, đơn giản. Với cái căn nhà này thì thiết kế nó cũng hoàn toàn rất là đơn giản, rất là thoáng. Và cái phần phòng ngủ ở phía tầng 3 này thì không thiết kế hệ thống trần thạch cao mà thiết kế hệ thống trần thường thôi mọi người nha. Đó. Đây. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ hết. Rồi. Giá chào bán hợp lý, vị trí thì nó gần ngay với lại nhà văn hóa tổ 15 phường Yên Nghĩa, nó rất là gần. Với lại vị trí căn nhà thì cũng rất là gần với lại bãi đỗ xe ngày đêm thoải mái mọi người ạ. Đó, phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là căn nhà này đã có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi. Vậy thì tầng 4 thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nha. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế một cái phòng riêng biệt để làm phòng thờ, hoặc quý vị cái này là tùy công năng sử dụng nha. Đây là một phòng riêng biệt hướng ra phía bên ngoài ở phía tầng 4. Đó. Và một cái khu vực để máy giặt. Đây. Sàn thoát nước này, ổ điện đầu vào. Đây, nguồn điện. Và phần còn lại đó chính là sân phơi. Rất là rộng ạ. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Với căn nhà thiết kế khá là hài hòa. Diện tích 37-38m², thiết kế xây dựng 4 tầng. Chia mỗi một tầng 2 phòng ngủ, vị trí thì nó cũng rất là gần. Nói chung nếu như mà ở đường Hà Nội mà cách về bến xe thì nó 3-4 cây nó là bình thường các bác ạ. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983 013 403 hoặc 0888 041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.